Chào anh em, tại cái không gian trải nghiệm của Kinh Tân tại Computex 2024 thì mình có bắt gặp một cái mẫu RAM chuẩn Cam 2. Thì ở đây họ trình diễn hai mẫu bo mạch chủ của Asus và MSI để cho người xem thấy được là cái tiêu chuẩn tiếp theo của RAM tháo lắp trên máy tính nó như thế nào. Giờ mình sẽ cho anh em xem là cái cụm RAM Kingston Fury Impact DDR5 Cam 2 này á, là nó là một cái chuẩn mới. Có vẻ như là gian hàng Kinh Tân là nơi duy nhất ở Computex 2024 mà mình được sờ cái thanh RAM này và chia sẻ cho mọi người. Thì hầu hết các gian hàng còn lại thì chỉ trưng bày và không cho gỡ ra. Tuy vậy thì cái cụm RAM trưng bày trình diễn trên bo mạch chủ này thì mình cũng không gỡ ra được. Và mình cũng chưa hình dung ra được cái thiết kế chân tiếp xúc trên cái phần bảng mạch của mainboard nó như thế nào. CAM là viết tắt từ cụm từ Compression Attached Memory Module. Thì cái chuẩn này được Dell phát triển cho laptop cách đây khoảng 4 năm trước, tức là vào khoảng 2022. Thì chuẩn CAM 2 mới thì được Hiệp hội JEDEC xem xét và đưa lên thành tiêu chuẩn công nghiệp chung trong thời gian gần đây. CAM 2 thay vì dùng giao tiếp khe cắm chân dạng X như là DIMM thì nó sẽ sử dụng lưới điểm tiếp xúc LGA. Ưu điểm của LGA so với X là mật độ chân tiếp xúc cao hơn và nó tạo ra nhiều liên kết mạch điện hơn. Về kích thước thì bo mạch RAM chuẩn CAM 2 thì nó giống hệt như là kích thước của bo mạch RAM chuẩn DDR5 SODIMM, tức là vào khoảng 67,6mm nhân cho 13,3mm. CAM 2 hiện tại thì chưa được nhiều hãng ứng dụng, tuy nhiên trong tương lai thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Kích thước của nó là gọn và nó sẽ không có chiếm diện tích khi mà anh em có muốn gắn thêm những cái phụ kiện trong bo mạch chủ. Vì chưa phổ biến nên là trước mắt thì cách lắp đặt CAM 2 thì lên bo mạch chủ thì người ta vẫn sẽ phải sử dụng cái 6 con vít cố định. Và khi mà đã thành tiêu chuẩn rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cách lắp đặt RAM dễ dàng hơn, có thể là ngàm hay là socket gì đó. CAM 2 thì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại của RAM nói chung và cái tiêu chuẩn DDR5 nói riêng. Thì cái mật độ chân tiếp xúc cao hơn, nhiều liên kết mạch điện hơn thì nó sẽ cho phép nhồi nhét các chip nhớ để tạo thành hai kênh nhớ trên một thanh CAM 2, thay vì là sử dụng hai thanh RAM như hiện tại. Ngoài ra thì CAM 2 thì chúng ta sẽ có tiêu chuẩn LPCAM 2 thì nó có cái thiết kế tương tự nhưng mà với cái kích thước nhỏ gọn hơn. Thì một số mẫu laptop đã phát hành và sử dụng chuẩn này như là Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 ra mắt vào năm 2024. Trên đây là một số thông tin về tiêu chuẩn RAM CAM 2 của gian hàng Kingston. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.